Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với cơ sở được viết tắt là PKDHI TP Hồ Chí Minh. Số 75 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Cụ thể, sau khi xem xét đề xuất của Sở Y tế về vụ việc khám chữa bệnh tư nhân có hành vi vi phạm pháp luật tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Gia Lai phối hợp với công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở phòng khám DHI TP Hồ Chí Minh địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Tại thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, cơ sở đang hoạt động bình thường. Lúc này một người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh đang khám bệnh cho một khách hàng, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm sơ và laser sóng cao tần. Qua điều tra ban đầu, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh khai nhận tên thật là Võ Minh Chiến, sinh năm 1996, cư trú tại thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Chiến cho biết bản thân tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp hành nghề y, nhưng tự nhận là bác sĩ tư vấn khám bệnh cho khách hàng theo hướng dẫn của bà Lê Thị Thành, chủ quản lý cơ sở. Trước yêu cầu của đoàn kiểm tra, ông Chiến gọi điện cho người quản lý. Người này cho biết tên là Lê Thị Thành, sinh năm 1996, quê ngoài Bắc. Do nhà bị ảnh hưởng lũ lụt nên đã về quê giải quyết công việc gia đình và hứa sẽ có mặt làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu. Toàn bộ tiền khám chữa bệnh cho khách hàng đều chuyển vào tài khoản của bà Lê Thị Thành. Ngoài lập biên bản, đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm dừng tất cả hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, tháo gỡ toàn bộ biển hiệu khám chữa bệnh. Trung tâm California Fitness and Yoga thông tin về sự cố liên quan đến nam hội viên ngã quỵ khi đang tập luyện, không qua khỏi sau khi sơ cứu và cấp cứu khẩn cấp. Theo trung tâm California Fitness and Yoga, 18 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10, hội viên bắt đầu tập luyện trên máy chạy bộ tại phòng tập thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khoảng 18 giờ 24 phút, khi đang tập luyện, nam hội viên biểu hiện mệt mỏi và dừng máy để nghỉ. 2 phút sau, người này ngã quỵ trên sàn. Phát hiện sự cố, nhân viên của trung tâm, gồm quản lý, huấn luyện viên có chuyên môn sơ cứu, phối hợp cùng các hội viên khác, gồm hai bác sĩ và một nhân viên y tế, thực hiện các biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo. 18 giờ 31 phút, tức 5 phút sau khi người đàn ông ngã quỵ, nhân viên của trung tâm gọi cấp cứu đến bệnh viện gần đó. 12 phút sau, đội ngũ y tế bệnh viện có mặt tại hiện trường và thực hiện cấp cứu tại chỗ cho hội viên. Thông cáo của California Fitness and Yoga nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định rằng mọi quy trình sơ cứu và gọi cấp cứu được thực hiện kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định. Mọi nỗ lực được tập trung tối đa để bằng mọi cách cứu sống hội viên trong thời gian ngắn nhất có thể." Ngay sau sự cố, trung tâm cũng đã chủ động liên lạc với gia đình nạn nhân, thông báo cho ban quản lý tòa nhà để bảo vệ hiện trường và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Đơn vị cũng đồng hành cùng gia đình đưa nạn nhân đến nhà tang lễ trong đêm 19 tháng 10, chịu toàn bộ chi phí di chuyển, chi trả chi phí nhà tang lễ và các chi phí mai táng theo đề xuất của gia đình. California Finish and Yoga cũng nêu lý do không đưa ra phát ngôn ngay sau khi sự cố xảy ra là vì ưu tiên hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin đầy đủ và chính xác. California Fitness and Yoga cam kết minh bạch trong mọi hành động và luôn tuân thủ quy trình pháp lý. Trung tâm cho biết sẽ ra soát lại quy trình an toàn và sơ cứu tại trung tâm nhằm đảm bảo các biện pháp khẩn cấp luôn được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trung tâm khẳng định những thông tin trên mạng xã hội cho rằng chậm trễ trong sơ cứu, cản trở việc cấp cứu và thái độ vô cảm của công ty là hoàn toàn không đúng sự thật. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt theo quy trình kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật. Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Trong ngày 21 tháng 10, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại một số xã như Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến nhiều tuyến đường trong khu dân cư thấp trũng, nước ngập sâu, chảy xiết, người dân đi lại khó khăn. Đây là khu vực nằm dưới vườn quốc gia Bạch Mã, nơi có lượng mưa lên đến 255 mm nên lượng nước đổ về khá lớn. Một người dân đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông cõng một bé gái tầm 2 tuổi trên vai, người này dùng một tay giữ lấy cháu bé và mò mẫm đi trên đường đã bị nước lũ dâng cao, có đoạn gần tới ngực chảy xiết. Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người thót tim khi xem cảnh này. Theo tìm hiểu, hình ảnh này được ghi lại tại một khu vực dân cư thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc vào khoảng đầu giờ chiều ngày 21 tháng 10. Ngày 22 tháng 10, công ty thủy điện Trị An thuộc Tập đoàn Điện lực Đồng Nai thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An đợt 3. Theo thông báo, lúc 7 giờ ngày 22 tháng 10, mực nước hồ Trị An đã đạt 61,77 m, cao trình an toàn là 62 m. Trong khi đó, lưu lượng nước về hồ là 1.120 m khối một giây. Còn mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,7 m. Mực nước hạ lưu sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa là 1,73 m lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 800 mét khối một giây. Trên cơ sở mực nước hạ du sông Đồng Nai ở trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh chiều cường, đang dưới mức báo động 1 và xuống nhanh trong các ngày tới. Đồng thời để đảm bảo mực nước hồ thủy điện Trị An không vượt quá mực nước dâng bình thường 62 m. Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn từ 160 m khối một giây đến 320 mét khối một giây. Lưu lượng nước qua tu phát điện từ 640 mét khối một giây đến 800 mét khối một giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 800 mét khối một giây đến 1.120 mét khối một giây. Theo dự kiến trong từ 1 đến 2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ từ 1.100 mét khối một giây đến 1.200 m khối một giây. Trên cơ sở mực nước hạ du ở trạm thủy văn biên hòa, hạ nguồn sông Đồng Nai đã qua đợt chiều cường và ở mức thấp dưới 1,5 m Công ty thông báo đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Chính quyền địa phương chỉ đạo phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chủ động phòng ngừa tránh những thiệt hại có thể xảy ra.